Chào các bạn, hôm nay mình sẽ xin giới thiệu và giảm giá từ 200.000 tới 300.000 cho một cặp họng kèn ở trước mắt đây các bạn nhé. Trước mắt các bạn đây là ba bộ họng kèn của các hãng Yamsha Nhật Bản và JBL của Mỹ, và cặp họng cuối cùng đó là cặp họng GM Tech của Nhật Bản các bạn nhé. Những cặp họng này còn rất là đẹp các bạn. Hôm nay thì mình sẽ xin giảm giá từ 200k đến 300k một cặp nhé. Cặp đầu tiên mình xin giới thiệu đó là cặp họng của GM Tech. Đây là một cặp họng rất đẹp các bạn nhé. Cặp họng này thì có cái chiều có chiều cao. Đây chiều cao các bạn nhé. Chiều cao này là 22 và chiều rộng là cái chiều này là 47 các bạn nhé, và chiều sâu đó là 35, từ đây vào đến vào đến chỗ bắt cổ các bạn nhé. Cặp họng này thì còn rất là đẹp đây các bạn, vẫn còn rất đẹp các bạn nhé. Họng này là họng đúc liền, nhìn thì giống Atec 511 các bạn nhé. Như Atec 511 thì sẽ đúc hai mảnh và hàn ở giữa, còn cặp này là liền luôn các bạn nhé, đúc một mảnh nhé. Cặp này rất đẹp và trước mình có báo là 10 triệu. Nay mình giảm 200k còn lại là 9 triệu 800 nghìn các bạn nhé. Đây và chiếc thứ hai đây. Rất đẹp các bạn nhé. Đấy, mình chưa vệ sinh bụi nhé các bạn nhé. Sơn còn sơn di nguyên, rất đẹp đây các bạn. 9 triệu 800 nghìn các bạn nhé. Và tiếp theo đó là cặp họng JBL. Đây là cặp họng JBL có cái model là 2345 các bạn nhé. Cặp JBL này thì có cái chiều cao, như chiều cao này là 17 phân và chiều ngang, chiều rộng là 57 phân, chiều này 57 phân các bạn, và chiều sâu là 40 phân các bạn nhé. Tính từ đây vô trong đến cái mặt bích bắt củ nhé là 40 phân. Cặp họng này cũng còn rất là đẹp đấy các bạn. Cặp họng rất nặng. Đây chiếc thứ hai các bạn. Cặp họng này trước mình bán 10, mình báo là 12 triệu nhé, đã có clip trước rồi nhá, là 12 triệu, nay mình giảm cặp này là 300k các bạn nhé, còn 11 triệu 700 ngàn, 11 triệu 700 ngàn, bạn nào có nhu cầu xin hãy liên hệ mình nhé. Và cuối cùng đó là cặp họng của Yamsha đấy các bạn. Cặp họng này rất là lớn các bạn nhé, đó cần củ. Cặp này có cả một cái adapter nữa đây các bạn, adapter chuyển từ cặp họng Yamsha là cặp họng 2 inch, và đây thì có cái đầu chuyển sẽ xuống 1 inch các bạn nhé. Các bạn có thể xài 1 inch hoặc 2 inch, tiếng rất là hay các bạn. Nếu như là giáp của 1 inch vào tiếng cũng đã hay rồi. Đây các bạn, đây là adapter nhé. Một bộ adapter như thế này nếu như ở bên Nhật bây giờ không có dưới 2 triệu các bạn. Hiện tại giá đang ở bên đó và các bạn thấy là rất là ít anh em đấu về, tại vì nó đắt quá. Kim loại các bạn nhé, họng núc rất đẹp đây. Riêng ở bên đó là có giá 2 triệu, chưa có không có dưới 2 triệu nhé, trên 2 triệu và chưa có tiền phí ship về Việt Nam. Đó. Và cặp họng này thì trước mình có báo là 13 triệu. Cả adapter này. Nay mình giảm 300k nhé. Còn lại 12 triệu 700. Model của Yamsha này là có cái model là VKU trừ đi S998 các bạn nhé. Rất lớn, tiếng rất hay, và những cái cặp họng lớn như thế này mình thấy rất là ít ở Việt Nam các bạn ạ. Cặp họng này thì có cái chiều rộng như thế này là 43, rộng từ bên này sang này là 43 các bạn nhé. Chiều cao từ đây lên đây là 67 các bạn nhé.
và chiều sâu á, chiều sâu tới phân bích tới cái chỗ này là 70 nhé, còn tới cái chỗ le này khoảng 80 bạn nhé, đó tầm này khoảng 80 nhé. Và cặp này thì nay mình sẽ giảm xuống còn lại là 12.700.000. Bạn nào có nhu cầu xin hãy liên hệ mình nhé. Hải Hà Audio, số điện thoại và Zalo là 0967 165 168, mình ở bên ngoài Đồng Nai và trên Trung Quốc. Bây giờ mình quay tất cả các cảnh cho các bạn cùng xem đây. Bạn nào có nhu cầu xin hãy liên hệ với mình Hải Hà Audio, số điện thoại và Zalo là 0967 165 168, ở Biên Hòa Đồng Nai và mình ship toàn quốc nhé. Video mình xin kết thúc ở đây, xin thân ái chào các bạn.